Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Mới đây, dàn sao Việt vừa hội tụ ở đám cưới diễn viên phim gia đình là số 1 Huỳnh Quý, trong khi các khách mời như Thanh Duy, Kali, Vân Trang, Phương Hằng mặc khá kín đáo thì Puka lại trở thành tâm điểm chú ý. Trong đám cưới, dù cùng chụp với cô dâu chú rể nhưng Puka và Vin Tuấn Kiệt không đứng cạnh nhau mà đứng mỗi người một bên. Xét đồ đen trắng của Puka và Vin Tuấn Kiệt khiến fan tò mò khi nào tới lượt cặp đôi chị em này. Ngoài ra có hàng loạt những khoảnh khắc cực tình tứ của hai người, ví như khi bước vào lễ cưới, ánh mắt anh chàng ngay đầu tiên tìm kiếm hình bóng của Puka. Sau khi hai người tìm thấy nhau, anh chàng không khỏi vui vẻ chạy tới bắt chuyện. Điều đặc biệt là lúc cả hai bước lên sân khấu chụp hình với cô dâu chú rể, ngay khoảnh khắc cô dâu chú rể hôn nhau, diễn viên Huỳnh Quý không quên đẩy Thu Bảo rồi tới Kim Phu lên đó, dụ ý bảo hai người cũng làm giống bọn họ đi, khiến cả hai ngượng ngùng xấu hổ. Người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Đúng rồi, Chris. Ngon quá. Rin, về nhà với chị. Rin, về nhà với chị. Đi em. Ôi về với chị chứ. Về với chị luôn. Cuối cùng là em có thích Vin Tuấn Kiệt hay không? Thích lắm. Mười bốn. Mười sáu. Thấy đồ này anh say. Chương trình có sắp đặt gì không vậy? Ủa? Không. Anh thề nha. Thấy chưa? Anh đẹp kìa. Buka là muốn vô cho Vinh Thuyền ăn á. À vậy hả? Để anh đồ ăn đi. Rồi, để đi em. Ôi về với chị chứ. Về với chị luôn. Ê đúng rồi. Về luôn hả? Nhỏ này giống như mấy mẹ bắt cóc á. Cha mẹ mới bỏ con cái ở ngoài cổng trường, cái bà lời bắt cóc vậy gì này vậy về, gì về này với con. Chị, về với chị. Cuối cùng sao nè? Có suy nghĩ lại không? Em giận anh rồi. Vậy thì sẽ đi về đó anh Giang. Đi lẹ. Quân, em về với Thành. Đi. Ôi vậy là anh cũng khó nha, anh gánh hai đứa em đều là người mới luôn á. Dâu, cảm thấy lo hả? Dạ. Cảm thấy sợ hả? Đó rồi. Trời ơi, giỡn quá. Em sinh ra cũng vừa giải là chung hội. Cuối cùng là em có thích Vin Tuấn Kiệt hay không? Ê, Vin sao á? Em mời người ta về, cái người ta vừa về, cái em kêu nhiệm vụ Châu đổi đội là sao? Thích lắm. Ủa, anh bây giờ mình bắt đầu chương trình luôn được không? Bắt đầu từ nãy giờ rồi đó em, bắt đầu từ nãy giờ lâu lắm rồi. Tại sao vậy? Tại sao phải bắt đầu chương trình luôn là sao? Ý em muốn nói gì? Ờ, em nghe nói là Quân AB. Quân AB là có việc bận. Em à, cái tên người ta là Quân AB. Em xin lỗi. Em Quân AB. Em thấy á là xin đọc đúng á. Quân là tiếng Việt thì phải AB. Chừng nào mà đọc là Quân. Đúng không? Rõ ràng chính xác đúng không? Không em, Buka. Nếu anh nói 10k né cái máy cho anh ha, nếu mà đúng thì phải gọi là Quân A P. A
Né mà phở, thì đúng là tiếng Việt quân a phở. Không, không chính xác. Nếu mà nói về văn văn nói là quân a b phở. Mà bây giờ người ta quân thì có tiếng Việt, đọc tiếng Việt đúng rồi a b. Còn bây giờ bu ca để không, đáng là phải đọc là bu bu ca. Cái chuyện này là xuất phát từ cái nhỏ áo đen đó. Cái tên của ông ta rồi nó kiếm chuyện, nó đọc cái này nữa. Cái thí dụ nó người ta kêu Ginh Tuấn Kiệt. Đó là kêu theo cái Việt Nam sai. Anh đọc tiếng Anh là Ginh Tuấn Kiệt. Ginh là gì? Là nói lên là Ginh em nói còn Ginh đó hả? Dạ đúng rồi. Em luôn muốn cho mọi người thấy được cái sự trong trắng và trong sáng. Trong trắng mặc áo đen. Anh ơi, ở ngoài đen nhưng mà dịch ra bên trong nó trắng. Buka, tại sao bây giờ em nói cái gì em nghĩ cái gì cũng nghĩ đến cái chuyện mà dạch rồi mở trơn vậy? Buka nữa, từ nay về sau hay gọi là Buka. Bé lớn lên nào, bé lớn lên nào. Thôi, để cho an toàn anh sẽ gọi em là Cẩm Thơ. Với lại có một cái điểm anh tin là hát hay đó, tại vì có cái đầm này là giống cái đầm em ở nhà, là có cái huôn của em là bạn sẽ hát hay được giống em ạ. Trời ơi, sao cứ quơ vô mình hết chị Châu. Có cái đầm giống em thôi mà hát hay đó hả? Hát hay à, tại vì em hát hay nên là bạn sẽ hát hay giống em ạ. Bây giờ kêu Châu hát thử một câu nghe chơi coi. Quân, nói chuyện đi Quân, Quân. Cô chắc buồn em đó. Nhưng mà em, tại em không có đồng ý cái quan điểm của Châu. Là đâu phải là cứ có cái đầm giống Châu là hát hay như Châu đâu. Đúng rồi, đó sao có cái đầm mà hát thì hay như vậy được. Có cái đầm giống tôi nè. Có cái đầm cái gì? Duyên, em không có cái đầm nữa Duyên. Cái đầm giống con bạn nhỏ bạn của em nói lộn thiếu cái chữ nhỏ bạn. Chung là không, cái này nó cũng có lý nè. Dạ đúng, vị ngọt vị đắng, cay đắng ngọt bùi là cuộc đời ai phải trải qua. Dạ. Nhưng cay bùi đắng thì qua rồi, ngọt chưa có. Thật ra là em chưa giờ trải qua hết đó. Bây giờ hát bài gì có chữ canh, cho hộp cho miếng canh. Có chữ canh hả? Cho chị hát được. Không, không, không. Nè mai vui lo cô tôi. Đúng, tôi yêu cầu Buka hát mà chị Lê Giang hát phạm luật không ăn. Ôi chị nhanh quá à, chị chi vậy, em chia cho chị. Rồi đổi chữ khác đồ anh, đổi chữ khác đi. Chung đội mà, chung đội mà. Đây, đây là trái gì? Trái đó là trái Lê. Hát bài gì của chữ Lê? Lê